Xin chào các bạn, và chị là Lan Anh. Chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn ngắn liên quan đến một câu nói nổi tiếng của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Tai chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Nào, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nhé. Bài làm. Nhà thơ Lưu Quang Vũ từng đưa đến cho chúng ta một bài học vô cùng sâu sắc qua hai câu thơ của mình. Tai chê rằng cuộc đời méo mó, sao ta không tròn ngay tự trong tâm. Cuộc đời méo mó ở đây có thể hiểu là cuộc đời không bằng phẳng, chứa đựng nhiều khó khăn, thử thách, những điều không như con người mong muốn. Còn tròn tự trong tâm lại là thái độ sống, suy nghĩ đúng đắn của con người trước bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần lạc quan và có niềm tin vào những điều tốt đẹp. Thói đời, con người thường hay chê bai, oán trách, cay cú, hậm hực khi cuộc đời xảy ra những điều không như mong muốn của mình. Thế nhưng, chính cái chê ấy nhiều khi khiến cho cuộc đời trở nên méo mó hơn. Thái độ tròn tự trong tâm ở đây là thái độ chủ động, tích cực trước mọi hoàn cảnh. Đây là thái độ sống đúng, làm đúng và không gục ngã trước những khó khăn phi lý, bất công. Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện của cô sinh viên trường đại học ngoại thương khi phải lãnh án tử vì căn bệnh ung thư ập đến ở độ tuổi 19. Thế nhưng trước những điều tưởng chừng là quá bất công đó, Thủy Tiên vẫn luôn nở nụ cười trên môi, sẵn sàng chiến đấu với bệnh tật với một thái độ lạc quan, tin tưởng. Thủy Tiên quyết định tham gia cuộc thi nữ sinh tài năng của trường và lọt vào đêm chung kết với một bức ảnh không còn tóc vì phải cạo đầu để xạ trị. Điều mà mọi người nhìn thấy ở cô gái này đó là nụ cười rạng rỡ thường trực trên đôi môi của cô gái trẻ. Câu chuyện của Thủy Tiên nhắc nhở cho chúng ta một điều rằng giông bão có thể xảy đến bất kỳ ai, thế nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng những suy nghĩ tích cực, hành động tích cực. Bạn biết đấy, thiên đường hay địa ngục đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính bạn. Và câu thơ này đã đưa ra một thông điệp, một bài học, một phương châm để thành công trong cuộc đời. Trước giông bão, chúng ta không được phép cúi đầu. Hãy lạc quan tiến về phía trước, giữ một trái tim trong sáng trước bóng đêm cuộc đời. Bạn nhất định sẽ tỏa sáng. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn vô cùng hay đúng không nào? Hy vọng qua phần audio này thì các bạn sẽ học được thêm nhiều bài học, rút ra cho mình thêm nhiều thông điệp. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi phát audio lần sau nhé. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chiến dịch 5 ngày luyện viết nghị luận xã hội qua audio. Và chị là Lan Anh. Chị sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn nghị luận xã hội ngắn 200 chữ về vấn đề phải ghi nhớ quá khứ, vì với quá khứ người ta xây dựng tương lai. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá nhé. Bài làm. Nhiều người trong cuộc sống thường có quan niệm chớ câu nệ quá khứ, có tư duy phủi bỏ quá khứ và cho rằng quá khứ không ảnh hưởng gì đến hiện tại, không quyết định hiện tại và tương lai. Nhưng với tôi, phải ghi nhớ quá khứ, vì với quá khứ, người ta xây dựng tương lai. Nếu quá khứ của bạn chứa nhiều niềm vui, hạnh phúc, ghi nhớ nó để mỗi khi áp lực trong cuộc sống, bạn lại có động lực để vượt qua. Nếu quá khứ của bạn chứa nhiều sự thất bại, khổ cực, cũng ghi nhớ nó để rút ra được cho mình những bài học cho riêng mình, để không va phải những sai lầm như thế nữa. Mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời bạn đều không thể cưỡng cầu, nó đều mang lại một ý nghĩa, một giá trị nhất định nào đó. Dù là nhỏ bé, chỉ là bạn chưa nhận ra hoặc là bạn đã lỡ quên nó đi mà thôi. Bởi vậy, quá khứ không ít thì nhiều, nó gây ra ảnh hưởng tác động đến cuộc đời sau này của bạn. Đồng thời, nó quyết định tính cách, suy nghĩ, hành động của con người bạn trong tương lai. Và cũng nên hiểu rằng, quá khứ ở đây không chỉ là quá khứ của riêng bạn, mà nó còn là quá khứ của cả cộng đồng, của xã hội, của đất nước. Không ai trong số chúng ta, những người đang được sống trong hòa bình và hạnh phúc, được phép lãng quên quá khứ đau thương của dân tộc với sự hy sinh, mất mát của hàng triệu người, với những địa danh đã đi vào lịch sử như Ngã Ba Đồng Lộc, Hàm Rồng, Chuông Bồn, Đèo Ngụ Dạ và Xuân Sơn. Không có sự tri ân nào đối với quá khứ ý nghĩa hơn việc ghi nhớ nó. Quá khứ mang đến cho bạn hiện tại mang đến cho bạn tương lai.
Nên dù quá khứ đó có như thế nào đi chăng nữa, đó cũng vẫn là quá khứ của bạn, của xã hội mà bạn đang sống, của quê hương mà bạn được sinh ra. Vì vậy, không được phép quên đi quá khứ, để từ quá khứ bạn xây dựng tương lai. Các bạn thân mến, vừa rồi chị đã cùng các bạn đi tìm hiểu một đề văn liên quan đến câu nói phải ghi nhớ quá khứ vì với quá khứ người ta xây dựng tương lai. Hy vọng rằng qua đoạn văn này chúng mình sẽ học thêm cho mình nhiều thông điệp, nhiều bài học quý giá và biết thêm cho mình nhiều cách viết hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi phát audio lần sau.